Xin chào các bạn, mình tên là Khương. Mình là một người rất là thích chơi game, đặc biệt là các dòng game FPS như là Call of Duty, Battlefield và đặc biệt là game CSGO. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu chuột của hãng Benkeo có tên là Zowie FK2. Đây là một mẫu chuột của hãng Zowie đã được Benkeo mua lại. Và mẫu chuột này được thiết kế đặc biệt dành cho những cái trận đấu eSports. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ về tổng quan của chiếc hộp này. Ở phía mặt trước có một chữ FK2 và hãng Benkeo. Ở phía mặt sau là các thông tin của nhà sản xuất. Chiếc hộp được thiết kế rất là đơn giản. Và bây giờ mình xin phép được mở hộp cho các bạn xem ở bên trong gồm những linh kiện như thế nào. Chiếc hộp thiết kế rất là đơn giản. Đây chính là chiếc chú chuột của chúng ta. Cổng cắm USB được mạ vàng. Và thì đây, nhà sản xuất có tặng kèm cho chúng ta một cái logo Zowie và hai miếng mau fit. Và đây là một cái lời cảm ơn của Zowie dành cho những người đã mua chiếc chú chuột này. Xin mời các bạn xem sơ về tổng thể của chiếc chuột Zowie FK2. Ở phía bên ngoài được làm bằng một chất liệu nhựa khá là bám vân tay. Ở mặt phía bên trái thì có một logo Benkeo và nút Back and Forward. Ở bên phải cũng vậy. Chú chuột này được thiết kế cân bằng dành cho những người thuận tay phải hoặc là tay trái. Đây là con lăn, có tiếng kêu khá là ồn. Độ nảy chuột có lip off từ 1.5 cho đến 1.8mm, khá là nặng, rất là phù hợp cho chúng ta chơi những cái game FPS, đặc biệt là game CSGO khi các bạn bắn súng có thể nhấp từng viên cho những cái viên đạn đi rất là chắc chắn. Và đặc biệt là súng nhắm, các bạn có thể bấm cái lực rất là nặng để cho chúng ta canh những cái cú headshot. Và ở phía mặt sau có một cái thông tin mà chúng ta có thể xem sơ qua. Và đặc biệt đây là một cái nút tùy chỉnh DPI. Tại sao nhà sản xuất không đặt những cái nút DPI như những chú chuột khác ở trên phía trên này? Đó là bởi vì nhà sản xuất rất là quan tâm đến cái cuộc thi eSports, đặc biệt là những cái bạn nào mà thi đấu FPS thì những cái nút DPI đặt ở dưới này để tránh cái trường hợp mà khi các bạn đang chơi game tập trung bắn súng thì để tránh cái trường hợp các bạn bấm nhầm vô thì sẽ rất là tai hại khi mà chúng ta đang thi đấu. Như vậy nhà sản xuất đã rất là quan tâm chúng ta khi mà đặt cái nút DPI như thế này. Và đây là ở phía mặt sau khi mà mình đã cắm nguồn USB vào máy tính. Và bây giờ nó sẽ hiện lên 4 màu gồm để tùy chỉnh DPI. Thì thứ nhất màu đỏ là DPI có mức 400. Và mức thứ hai là màu hồng mức DPI 800, màu xanh dương mức DPI 1600 và cuối cùng là mức 3200 cho màu xanh lá cây. Và bây giờ mình sẽ chơi thử game CSGO cho các bạn xem sơ về cái cảm nhận của mình. Thì cái chú chuột Zowie này dùng cái switch của Huno cảm biến A3310 cho cái lực bắn rất là nặng để chúng ta có thể canh chính xác những cái viên đạn mà chúng ta có thể bắn ra. Với một cái mức giá có thể nói là hơi bị chát, nhưng mà đổi lại cho các bạn đi thi đấu eSports, đặc biệt là những cái dòng game FPS, thì chú chuột này là một chú chuột rất là tuyệt vời cho chúng ta để chúng ta thi đấu. Và bây giờ mình sẽ test thử cái chú chuột này trên một cái cây sniper. Với một cái mức giá đâu đó gần khoảng 2 triệu thì đây là một cái mức giá cũng rất là kén người dùng.
Nhưng mà một khi các bạn đã bỏ số tiền ra mua thì nó sẽ là một lựa chọn không tồi. Và mình sẽ nêu một cái số khuyết điểm của nó là một cái bề mặt nhựa rất là dễ bám vân tay. Thì mình là một người hay đổ mồ hôi thì sau một thời gian chơi nó sẽ để lại những cái dấu vân tay rất là nhìn rất là khó chịu. Nhưng mà một người dùng thì có thể không quan tâm đến một cái chi tiết nhỏ này, và đặc biệt là cái chất lượng. Mọi người dùng chỉ quan tâm đến cái chất lượng của cái chú chuột thôi. Và tổng kết lại, đây là một chú chuột rất là tốt dành cho game FPS. Xin cảm ơn các bạn.